hàm lượng chất dinh dưỡng trong cải bó xôi có thể kể tới. Sắt, cải bó xôi chứa hàm lượng sắt đáng kể, trung bình trong 100g cải bó xôi có chứa đến 3,57mg sắt. Tuy nhiên, trong cải bó xôi lại chứa oxalate, đây là thành phần ức chế sự hấp thụ sắt và còn khiến đào thải sắt ra khỏi cơ thể nhanh hơn bình thường. Canxi, cải bó xôi chứa lượng canxi nhiều như bông cải xanh, tuy nhiên cơ thể lại chỉ hấp thụ được tối đa 5% lượng canxi này do bị oxalate ức chế. Vitamin K, trong 100g cải bó xôi được tính toán là cung cấp đủ lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày của cơ thể. Bổ ích là vậy, tuy nhiên những người đang dùng thuốc warfarin chống đông máu thì không nên ăn cải bó xôi vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Cải bó xôi không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn giúp làn da của bạn trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn.